Chào tất cả anh em. Thì em giới thiệu chút thì mình là Huy. Mình sinh năm 97 và sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Thì mình được biết tới Huy Trọng từ năm 2019. Nhưng mà hồi đấy thì cũng mới tìm hiểu về những cái khái niệm về affiliate marketing thôi. Cũng chưa hiểu nó là gì. Thì cũng có follow những anh em như là trong top ngành như là Trọng hay là những người thầy khác về MMO trong suốt 2-3 năm. Thì cho tới năm 2022 thì thực sự là mình mới triển khai để bắt tay vào làm, mới tăng cái hành động của mình lên. Thì năm 2022 thì mình có một người em cũng hướng mình tới học Quý Trọng để mình có thêm được cái kỹ năng về Google Ads. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì thời gian đầu thì mình cũng mất khá là nhiều tiền cho những cái dự án HDIP do là chạy ra nhưng mà xong rồi không rút được tiền, và lúc đấy là gần như là cũng không có vốn để chạy. Và cũng rất là may mắn vì mình cũng được sự ủng hộ từ người bạn gái của mình. Thì chia sẻ nghe mà thời gian đấy là mình cũng không có tiền chạy đâu, và mình cũng phải vay, mình cũng phải mượn bạn mình một số tiền khoảng 100-200 triệu để bắt đầu ngay. Và cũng may mắn là mình biết khi mà Huy Trọng, mình cũng biết tới một số người anh mà đến thời điểm này mình vẫn rất biết ơn anh ấy. Đấy là anh Sang Lê, là thời điểm đấy là anh ấy đã share cho mình một số cái kinh nghiệm về chạy cấm từ khóa. Nên là những cái sàn top ấy, là hồi đấy mình chạy rất là rẻ, gần như là lên quảng cáo là chạy cái chi phí bỏ ra cho một rep thì rơi vào khoảng 1-2 đô một rep, cứ chạy là có lãi. Đến thời điểm này thì mình đang sở hữu khoảng 30.000 rep, thu nhập nó cũng không đều đặn đâu. Nghĩa là có những ngày cao nhất thì sẽ về khoảng 2-3.000 đô, nhưng mà trung bình mỗi ngày thì về khoảng vài chục đến 1-200 đô. Đấy là về ngách. Chia sẻ một chút là trước đây mình cũng làm những công việc rất bình thường thôi. Thì mình cũng có làm bartender này, xong rồi cũng làm về bảo vệ này, làm một số công việc về sale này. Nhưng mà thực sự là những cái công việc đấy là nó không giúp mình đạt được những cái mục tiêu về tài chính. Nên là cũng đi tìm những cái hướng đi mới để giúp mình có thể là phát triển hơn về con người, về bản thân này và về cả thu nhập nữa. Và mình cũng chia sẻ nghe một chút kinh nghiệm là từ lúc mình chạy ads đến bây giờ ấy, là mình thường là đo lường cái chi phí để bỏ ra cho các dự án. Thì mình chỉ chạy trong dao động là khoảng từ 1-3 đô một rep tất cả các dự án. Chưa có một dự án nào mà mình chạy lên 10-20 đô, hay thậm chí là nó đột biến 50 đô như anh em cả. Nên là từ lúc làm sàn đến giờ là chạy ads đến giờ là cũng chưa có lỗ. Và trong tương lai thì mình cũng tập trung đi tìm những cái dự án mà nó có những cái chi phí rẻ và thị trường xanh ít cạnh tranh để mình tiếp tục triển khai. Và mình cũng có một số cái định hướng nữa là phát triển những cái team về free traffic và paid traffic, thì hiện tại thì cũng đang triển khai rồi. Hay là những cái nhóm Telegram về trading. Và khi mà anh em sở hữu những cái nhóm Telegram về trading hay là những cái nhóm trading ấy, thì mình sẽ đi deal đối tác rất là tốt, sàn rất là đề cao những cái nhóm về trading. Và mình cũng có một ước mơ là sẽ có một cái cộng đồng mà có thể chia sẻ và giúp được những anh em người mới hay là những bạn sinh viên tạo ra được những cái thu nhập đầu tiên trên internet, có thể là dao động từ 1-3 triệu ấy, 3 triệu một tháng ấy. Và giúp các bạn ấy có được những cái tư duy và kỹ năng mà trong tầm hiểu biết của mình. Một lần nữa thì Huy rất là biết ơn Huy Trọng đã đào tạo mình, đã kết nối với mình hay là đã thu hút được những người giỏi về team để Huy có thể học hỏi và phát triển được như ngày hôm nay. Mình thấy là cái kỹ năng quan trọng nhất ấy, ở trong app ấy là kỹ năng research. Nên là khi mà anh em mà research giỏi ấy, thì có thể chọn được những cái dự án tốt để có thể triển khai. Còn về kỹ năng app thì đôi khi nó chỉ là những cái tool check, thì đôi khi nó chỉ tồn tại trong vòng một cái khoảng thời gian nó ngắn thôi. Hay là kỹ năng mà lên app thì của những sàn bình thường ấy, của những dự án sạch ấy, thì mình có thể làm thành quy trình và có thể áp dụng vào những cái gì mình research ra để có thể chạy. Okay, xin cảm ơn tất cả anh em.